Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ca, phóng viên tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện Cư Sút, tỉnh Đắk Nông, Ca nhận được đơn thư tố cáo ông T, trú tại huyện Cư Sút, là thương binh giả làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ chính sách. Do đó, phóng viên Ca nhiều lần điện thoại cho ông T và người thân để yêu cầu phải đưa tiền cho phóng viên, nếu không sẽ đưa vụ việc lên tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam. Ngày 20 tháng 10, trong lúc Ca đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T tại huyện Cư Sút thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Cư Sút bắt giữ cùng tang vật. Khám xét nơi làm việc của Ca, lực lượng công an phát hiện thu giữ một thẻ hội viên hội nhà báo, 27 đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ có liên quan.